sẻ cho anh chị và các bạn cách mà nhân bản ứng dụng nha. Trên cái điện thoại Android mà chúng ta không cần phải một cái ứng dụng thứ ba nào cả, mà nó có sẵn trong cái nhân bản ứng dụng của điện thoại Android. Thì hiện tại nó cho phép chúng ta là sử dụng được hai cái Facebook cùng một lúc, hoặc là hai cái Messenger cùng một lúc nếu mà chúng ta sử dụng song song với nhau, hoặc chúng ta có thể là sử dụng hai cái Zalo cùng một lúc vẫn được. Thì làm sao để làm được cái vấn đề được như vậy thì xin mời anh chị và các bạn nhấc chiếc điện thoại lên và làm theo hướng dẫn của Đại Phương nhé. Thì điều đầu tiên thì chúng ta hãy vào phần cài đặt của máy nha. Chúng ta bấm vào cái hình bên trăng đó, rồi chúng ta kéo lên và các bạn thấy cái chữ là nhân bản ứng dụng này, rồi chúng ta bấm vào đây. Rồi cái phần này, nhân bản ứng dụng nó gồm có là Facebook nè, Instagram, Messenger và Zalo. Và các bạn muốn tải thêm một ứng dụng nào đó thì chúng ta bấm vào cái phần mà tải thêm ứng dụng này thì để được hiện tại nó ra mặt trận là nó có gồm có bốn cái điểm ngang này. Thì cũng sẽ nhân bản cái Facebook đầu tiên trước nha. Bấm vào đây, chúng ta nhân bản Facebook và chúng ta có thể đổi tên một cái nhân bản đó, nó sẽ là Facebook nhân bản. Bây giờ chúng ta sẽ xóa cái chữ nhân bản đi và bây giờ mình sẽ làm cái Facebook này nó sẽ là Tuấn Thiện đi, mình sẽ ghi là Tuấn Thiện nha. Rồi mình bấm lưu. Rồi chúng ta thoát ra ngoài nha. Rồi chúng ta thấy cái Facebook không? Facebook bên đây là đây. Facebook ở đây này là Facebook của Đại Vương. Và cái Facebook ở dưới đó là Facebook của Tuấn Thiện. Bây giờ mình sẽ đăng nhập cái Facebook của Tuấn Thiện nha. Song song nha. Bây giờ chúng ta chạy hai ứng dụng một lúc là ok, không có vấn đề gì. Chứ còn không nếu mà chúng ta sử dụng một ứng dụng là chúng ta phải chuyển tài khoản này qua tài khoản kia thì tài khoản nọ chúng ta không sử dụng được. Rồi, bây giờ chúng ta có thể sử dụng để nhập vào một cái tài khoản đây, khoản tính hiệp đây. Thì giờ là chúng ta đang sử dụng cái tài khoản đó là Phan Tuấn Kiệt đây nha. Đây, tài khoản của Phan Tuấn Kiệt này thì chúng ta có là đó, Facebook Phan Tuấn Kiệt, Facebook Phan Tuấn Kiệt và Facebook của đây là Facebook của Đại Vương này. Nó hai cái ứng dụng tài song song với nhau nhưng mà nó cho phép là chỉ có hai ứng dụng thôi nha, chứ nó không cho nhiều. Thì giờ trở lại vào cái phần cài đặt tiếp tục. Instagram mình không sử dụng nên mình không có bật. Bây giờ mình sử dụng là Messenger luôn. Mình bật lên. Rồi mình nhân bản Messenger này thì mình cũng vậy thôi. Đổi qua Tuấn Kiệt luôn. Rồi chúng ta lưu. Sau đó chúng ta ra ngoài. Đó chúng ta thấy cái Messenger của Tuấn Kiệt nằm ở dưới này. Rồi chúng ta bấm vào đây. Như vậy là nó đã vào được cái ứng dụng của Hoàng Tuấn Kiệt rồi nha. Hai Hoàng Tuấn Kiệt, mẹ vừa gửi cho Hoàng Tuấn Kiệt này. Rồi,
như vậy là mình đã chia sẻ cho anh chị và các bạn cách sử dụng cái tài khoản là Facebook, hai cái song song với nhau này, Messenger cũng vậy. Còn bây giờ thì đã là kết thúc rồi. Cảm ơn.